Theo thông tin từ Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến 6 giờ ngày 3 tháng 8, Việt Nam ghi nhận thêm một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại tỉnh Quảng Ngãi, nâng tổng số ca mắc lên 621 người. Đêm qua 2 tháng 8, Bộ Y tế cũng công bố thêm một ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam. Đây là bệnh nhân COVID-19 thứ 6 tử vong và là người ít tuổi nhất trong số những người tử vong những ngày qua. Trong 621 ca mắc, đã có số ca điều trị khỏi là 373 ca, số ca còn đang điều trị là 242 ca, số ca tử vong 6 ca. Ca tử vong thứ 6 là bệnh nhân 429, là nữ, 53 tuổi, bệnh nhân tử vong vì suy tim cấp, nhồi máu cơ tim, suy thận mạn, đái tháo đường type 2 và COVID-19. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 103.268 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 878 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 14.852 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 87.538 người.